Cháu thợ mà nhưng mà căng quá. Căng quá. Căng thì giả thấp. Nếu mà thợ thì giả cây thì dược bình thường thôi nhưng mà phối cảnh cũng sạch sẽ được. Sạch quá, nó gọi là cây tuyển thôi. Nó tuyển hàng trăm chậu được một chậu thôi. Mà. Thế còn cây xanh này? Cây xanh thì 2,5 triệu. 2,5 triệu kìa. Ừ, cái này thì phải nói rồi. Xanh quê sao mà? Xanh Nam Điên ý. Ờ, đúng rồi. Nam Điên nó lá quất rồi. Này, lá móng. Hỏi đùa chút tí thế. Ừ, tao tập chưa xanh quê. Rồi. Xanh quê đéo rồi, tao. Nhìn nghe thân này là biết. Rồi. Đẹp mà. Nút vàng, thân vàng, da. Được. Đi vòng quay xong thế quay lại. Mới đi cả chợ cháu, cháu thấy có hàng cái cây nào đẹp. Từ người kia về nó toàn hàng phôi đúng không? Phôi nhưng mà thế mình về mình làm. Ừ. Nhưng mà vấn đề là lâu lắm là làm được một cây chuẩn lâu lắm là... rồi. Cây đẹp nó giữ nhà nó làm rồi. Vấn đề là đang muốn kiếm cái làm quà luôn. Quanh là làm quà luôn. Ừ, làm quà ngay. Thế cần cây sạch sẽ thì sạch sẽ luôn. Okay. Cây bạn tuế thì nên như nào chú? À cây 3 triệu. Còn cây nhỏ thì? À cây này 2 triệu. Được, làm quà được rồi. Cây này là sạch sẽ rồi, ăn ngay. Làm quà ăn ngay. Chứ mất công làm tiếc công. Vâng, nó là bạn thuế mua mà nó là thế, không phải bạn thuế bình thường. Đúng rồi. Đó, lượn vòng đã nhá. Quá, wow, lượn như này rồi. Đây, khu vực khu vực đá à cá cảnh nhá. Cá cảnh nhá. Cây đá cá chim ở đây có hết nhá. Có nhá. Xin lỗi các bác là các bác nào mà xem video của tôi rất nhiều bác góp ý là nó rung lắc và chóng mặt thì cũng đúng là thực sự là thế, mà tôi đi là tôi quay như thế. Tôi không có thiết bị chống rung hay là quay phim chuyên nghiệp gì cả các bạn. Nhất là tôi đi như nào tôi quay như thế. Và những cái bước chân của tôi ấy, thì nó sẽ rung lắc thì các bạn thông cảm. Vì đi chợ mà, phải di chuyển ấy. Thứ hai là cái thời gian tôi không có. Không có nhiều thôi. Tôi liên tục là quay tranh thủ thôi. Đấy. Ngọc cầu này. Ủa ôi. Đây bán cả nấm ngọc cầu này. Chưa thấy cái nấm ngọc cầu nó to thế này đâu. Cái cây nấm ngọc cầu khai thác tôi biết nhưng mà nó nhỏ hơn này. Cái này là rất là già, tôi nghĩ là rất là quý đấy. Rồi. Được rồi, em đi vòng đây. Đấy, lại nói tiếp với các bác là quay rung lắc thì đúng là như thế, tôi không quay nghệ thuật cái thứ gì cả. Mà quay tinh thần là một cuộc kiểu như là thực tế đi chợ ấy. Đấy, cho nên là với thiết bị nó cũng hạn chế. Cho nên là các bác thấy thế. Vậy là đây là mong muốn sự trải nghiệm thực tế luôn. Các bác nào thích trải nghiệm độ nét căng ấy thì ra tận nơi. Chỉ có ra tận nơi chứ không có video nào mà có thể như thực tế ngoài này được nha các bác nhá. Nên rất thông cảm em nha. Bắt cục nuôi ra cháu được anh nhiên rồi, cái cháu bán cho bác không được chút. Mở hàng cái cháu bắt đúng hàng ra cháu một anh ơi. Đó, đi chợ cái góc cuối chợ này nó khá là khó khăn, khá khó bán. Như là cây nó ít mà hay chỗ ngồi nó không đẹp nên là người ta rất là khó bán. Chắc chắn là bán rẻ hơn. Hơn rồi. Bây giờ tao phun rồi. Sử thủy. Book.
xanh ngang biển. Đêm qua mà đi được thì chắc sôi động đấy. Nghĩ phiên này nhiều cây đấy. Mới mấy phiên trước cây nó ít. Tôi không đi được nhưng thấy mấy anh em bảo là như thế. Chuyên sân liễu. Chuyên sân liễu học Ngọc Mai Mini. Đây, bên chỗ ôm cục đá được.